Gần 3 tuần nhận đơn thư tố cáo của các nạn nhân, thì chủ doanh nghiệp có hành vi lừa đảo người lao động vẫn bạc vô âm tín. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, gần 200 người lao động chưa biết khi nào mới được lấy lại tiền. Công ty nói là cứ ra ngoài sân bay, sẽ có người của công ty vặt vã ngoài sân bay nữa thôi. Phụ nữ có nhiều mà có người già cũng có. Người già tại vì họ tiền con ra đó. Nhiều người không có tiền mà về. Đây là một công ty mà Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh xác nhận không có giấy phép đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nhưng từ năm 2017 đến nay, công ty vẫn công khai tuyển dụng lao động trên mạng. Biên lai, giấy tờ đầy đủ, hợp đồng ký kết bài bản khiến người lao động đặt lòng tin hoàn toàn. Điểm B khoản 1 điều 4 Nghị định 95 năm 2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì công ty trách nhiệm hữu hạn này sẽ bị xử phạt hành chính từ 45 cho đến 60 triệu đồng. Ngoài ra thì cái hành vi này còn có thể xem xét là ở dấu hiệu hình sự, nếu như đủ căn cứ thì có thể khởi tố vụ án. Lừa đảo xuất khẩu lao động không phải cái bẫy mới, nhưng không chỉ có ở công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hàng với 200 nạn nhân sập bẫy. Hàng loạt vụ việc các công ty mạo danh xuất khẩu lao động vẫn xuất hiện liên tục trên báo chí. Mà nạn nhân chủ yếu là dân của các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hàng chục tỷ. Để xác nhận một công ty có được cấp phép hoạt động hay không, không phải là khó. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn dường như không hiệu quả như cơ quan chức năng khẳng định. Bằng chứng là đến khi nhận đơn tố cáo của nạn nhân thì địa phương mới vào cuộc điều tra. Hỏi khiếu nại về tố cáo về các lĩnh vực mà đưa này đi thì cho đến giờ này chúng tôi chưa có nhận được cái đơn thư này. Ngoài ra đó thì cơ quan quản lý lao động ở các phòng lao động thương binh xã hội ở 24 quận huyện thì họ cũng thường xuyên rà soát để phát hiện những cái doanh nghiệp mà chưa có chức năng để cảnh báo và báo cáo cho Sở Lao động. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì đối với cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khung hình phạt của nó từ 12 cho đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình khi số tiền mà chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên. Hàng ngàn người lao động vốn đã nghèo nay thêm cùng cực vì lừa đảo từ những công ty giả mạo xuất khẩu lao động. Nếu không có sự kiểm soát thật sự hiệu quả của cơ quan chức năng thì những chiếc bẫy trên vẫn có thể kiếm ăn dễ dàng ở thành phố này.